Lãnh đạo văn phòng chống buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cơ quan này có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam và bày tỏ mong muốn Hà Nội tiếp tục hợp tác trong nỗ lực chống buôn người, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết hôm 20 tháng 1. Tiến sĩ Carrie Johnstone, Phó giám đốc văn phòng theo dõi và chống mua bán người của Bộ Ngoại giao Mỹ, vừa tham dự hội thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với tổ chức di cư quốc tế và dự án Epic Project về việc tăng cường các nỗ lực chống nạn buôn người tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam và một số thành tựu đáng chú ý với cuộc phòng chống tệ nạn xã hội trong năm qua. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam trong việc chống lại nạn buôn người, và chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác, bà được đại sứ quán dẫn lời nói. Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 7 đưa ra báo cáo cho rằng chính quyền Việt Nam không truy cứu trách nhiệm các quan chức tiếp tay cưỡng bức lao động ở nước ngoài và đã hạ bậc Việt Nam xuống cấp độ 3 về công tác phòng chống buôn người. Điều này có nghĩa là Việt Nam có thể phải đối mặt với các chế tài của Washington nếu tình hình không cải thiện. Tại cuộc tiếp bà John Stone ở Hà Nội hôm 13 tháng 1, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan chính xác về những nỗ lực của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nói rằng công tác phòng chống mua bán người luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Việt Nam và khẳng định thời gian qua công tác này đã đạt được những kết quả hết sức tích cực truyền thông việt nam cho biết